Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ICT của kênh Cộng Thông tin và Truyền thông VTC2. Bản tin ngày 23 tháng 11 năm 2012 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chính thức khai mạc Ngày An toàn Thông tin Việt Nam. Để tránh tình trạng lừa đảo, Mobifone tạm ngừng cung cấp dịch vụ gọi quốc tế tới đầu số vệ tinh. Điện thoại thông minh Google Nexus 4 đã được xuất tay về Việt Nam với giá 12 triệu đồng. Trong phần tin quốc tế, Hồng Kông bắt xe tải buôn lậu hàng trăm iPhone 5 và iPad. Với chủ đề chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia, Ngày An toàn Thông tin Việt Nam năm nay đã chính thức được khai mạc sáng 23 tháng 11 tại Hà Nội. Theo đánh giá của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, tại sự kiện này, thì ý thức tự bảo vệ của người dùng máy tính vẫn là một điểm yếu dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Đại diện Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam đã công bố những nghiên cứu mới nhất về tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam. Theo đó, từ đầu tháng 1 tới nay, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ tăng mạnh khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc đánh giá về tổn thất tài chính có tăng. Tuy nhiên, đa phần các cuộc tấn công vẫn không rõ động cơ hoặc động cơ không rõ ràng lên tới 70%. Đặc biệt, hiện nay tình trạng mã độc tự lây lan đang chiếm chủ yếu đến 45%, cho thấy ý thức tự bảo vệ mình của người dùng vẫn còn yếu. Cũng tại sự kiện này, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đang từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thông tin và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, tiến tới có thể sẽ tổ chức kiểm định về an toàn thông tin đối với các thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2012, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam còn tổ chức một số cuộc thi, khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin và bình chọn sản phẩm an toàn thông tin được người dùng yêu thích trong năm. Đây là Ngày An toàn Thông tin Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức. Trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra sự kiện này. Một vấn đề khác cũng được nhấn mạnh tại sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2012, đó là vấn đề an toàn thông tin trong thanh toán không dùng tiền mặt. Tại một hội thảo về chủ đề này, nhiều chuyên gia cho rằng con người là mắt xích yếu nhất trong chuỗi quy trình bảo mật khi thanh toán không dùng tiền mặt. Trong tham luận làm thế nào để cướp nhà băng trong thế kỷ 21, ông Lim Chamwon, giám đốc công nghệ hãng Securematrix của Malaysia đã dẫn chứng một vụ cướp ngân hàng do chính nhân viên của ngân hàng đó làm gián điệp. Hay vụ việc tấn công của tin tặc vào hãng công nghệ Sony thông qua việc lợi dụng thái độ bất mãn của nhân viên. Ông Lim Chamwon cũng không quên nhắc đến tình trạng dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng và rút tiền mặt tại Việt Nam có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua. Theo ông Lim Chamwon, con người khác máy móc là không thể đoán trước được. Có thể, một tổ chức đã trang bị các bức tường lửa và hệ thống an ninh tốt nhất để bảo vệ thông tin của họ. Tuy nhiên, nếu một trong những nhân viên cấp dưới không nhận thức đúng việc bảo mật thông tin, thì nguy cơ rò rỉ thông tin quan trọng vẫn có thể xảy ra. Tôi đã tìm hiểu một số vụ việc làm thẻ ATM, Visa giả để mua hàng và rút tiền mặt tại Việt Nam trong thời gian qua. Một trong những nguyên nhân của các sự việc này là mối liên hệ giữa người trong tổ chức và tội phạm. Tôi nghĩ nếu con người thiếu kỹ năng, thiếu nhận thức, không cập nhật cách thức bảo đảm an toàn thông tin như việc viết tên người dùng, mật khẩu ngay trên máy tính làm việc của họ hay tự động trao đổi thông tin cá nhân, thì những nguy cơ này sẽ còn xảy ra. Trước nguy cơ đánh cắp thông tin khi giao dịch thanh toán qua mạng hay bằng thẻ, ông Enua McEnty, giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á, công ty bảo mật Rabbit7 của Mỹ đã giới thiệu tiêu chuẩn quốc tế trong thanh toán điện tử, tiêu chuẩn BCI DSS. Đây là tiêu chuẩn được hình thành từ các tổ chức cung cấp thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Mastercard, American Express. Tiêu chuẩn BCI DSS sẽ hỗ trợ các tổ chức thanh toán thẻ bảo vệ dữ liệu của khách hàng, chống lại việc xâm nhập và sử dụng dữ liệu khi chưa được phép. Đồng thời, BCI DSS sẽ cho phép các doanh nghiệp hạn chế các lỗ hổng bảo mật, rủi ro bị đánh cắp thông tin và bảo vệ dữ liệu lưu trên thẻ. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn này vẫn chưa được chú ý áp dụng vì thị trường thẻ còn manh mún. 80-90% là thẻ ATM nội địa chỉ để rút tiền và không dùng để thanh toán điện tử. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển thanh toán thẻ, bên cạnh quy trình bảo vệ dữ liệu thẻ, thì yếu tố con người là rất quan trọng. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 11, tại Hội thảo An toàn thông tin cho thương mại điện tử và hạ tầng viễn thông, được tổ chức trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin, các diễn giả cũng đưa ra một số yêu cầu và giải pháp công nghệ cho hệ thống thương mại điện tử. Đó là yêu cầu về tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ, tính riêng tư, đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử.
Mobifone vừa tạm ngừng cung cấp dịch vụ gọi điện thoại quốc tế chiều đi tới các đầu số vệ tinh nhằm đối phó với chiêu lừa đảo xuất phát từ các đầu số này. Trước đó, không chỉ thuê bao Mobifone mà cả Vinaphone đã bị những số điện thoại lạ có đầu số vệ tinh như +881, +882, +883 gọi tới nháy máy. Người dùng tưởng có người nhà hoặc đối tác nước ngoài gọi và khi gọi lại đến các số điện thoại có đầu số trên thường được trả lời bằng chế độ tự động, hướng dẫn khách hàng bấm số nội bộ hoặc số nhánh để mời chào sử dụng dịch vụ hoặc được hưởng tiền với mục đích kéo dài thời gian gọi để thu cước cao của khách hàng. Mức cước phí cho các cuộc gọi này rất cao, lên tới 99.000 đồng một phút. Để giải quyết tình trạng trên, nhà mạng Mobifone tạm ngừng cung cấp dịch vụ gọi quốc tế chiều đi tới các đầu số vệ tinh trên. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể sử dụng dịch vụ gọi quốc tế đến các đầu số điện thoại vệ tinh có mã dịch vụ toàn cầu là +870. Tiếp tục là các thông tin khác. Quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả luôn là bài toán không dễ đối với các cơ quan và tổ chức nhà nước. Đi tìm lời giải cho bài toán này cũng đã trở thành một chủ đề chính tại một hội thảo do Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam phối hợp với công ty MISA tổ chức sáng 23 tháng 11 tại Hà Nội. Cũng tại hội thảo này, một phần mềm giúp quản lý tài sản công hiệu quả đã được MISA giới thiệu. Đây được xem là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách, quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây và chạy hoàn toàn trên nền tảng web. Dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập sử dụng bất cứ lúc nào, ở đâu, chỉ cần có Internet. Cái giải pháp công nghệ thông tin này đó chính là giúp cho các cái đơn vị, các cơ quan tài chính, các đơn vị chủ quản là có thể quản lý được các cái hệ thống, các cái danh mục các cái tài sản, cái việc đầu tư mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, giúp cho họ quản lý được tài sản công một cách hiệu quả hơn. Tôi cho rằng đây là một công cụ cực kỳ tiện ích, rất có lợi và rất dễ khai thác, dễ sử dụng. Và nếu như thông qua và sử dụng tốt các phương tiện này thì điều đầu tiên chúng ta sẽ giúp được cái việc là kê khai một cách tương đối đầy đủ cái tài sản của nhà nước hiện đang nằm ở các đơn vị, các tổ chức, các cá nhân, đặc biệt trước hết là các đơn vị hành chính sự nghiệp. Cái thứ hai là thông qua cái phần mềm này, chúng ta có thể cập nhật một cách thường xuyên cái sự biến động của tài sản, sự tăng sự giảm. Và thứ ba nữa, cái đáng quan trọng hơn là từ cái phần mềm này chúng ta tổng hợp được toàn bộ cái tài sản của từng địa phương, của từng ngành, của từng cái cấp chính quyền hay là từng các cơ quan nhà nước. Và thông qua đó để giúp cho nhà nước có được cái nhìn nhận một cách đầy đủ chính xác để đưa ra được các quyết sách. Do được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây nên phần mềm quản lý tài sản công này cũng không cần cài đặt, bảo trì, nâng cấp hay đầu tư cơ sở hạ tầng. Các đơn vị có thể sử dụng dịch vụ phần mềm này ngay sau khi đăng ký trực tuyến tại website https://qlts.vn. Một thông tin liên quan đến sự việc về công ty nhóm mua đã gây ồn ào trong thời gian gần đây. Nguyên nhân của vụ việc lục đục nội bộ tại công ty này tiếp tục được hé mở khi mới đây, ông Tom Trần, nguyên tổng giám đốc điều hành của công ty, đã tiết lộ trên báo chí rằng nhóm nhà đầu tư muốn lật đổ ông và nắm toàn bộ 100% cổ phần của công ty. Ông Tom Trần xác nhận hiện phía nhà đầu tư đang sở hữu 72,73% vốn cổ phần của nhóm mua. Tuy nhiên, theo ông, nhà đầu tư không muốn dừng lại ở đó mà muốn tăng mức sở hữu cổ phần lên 100%, tức là muốn gạt người sáng lập là ông Tom Trần sang một bên. Vị cựu CEO này cũng cho biết nhà đầu tư đã có một cuộc thương lượng về việc mua lại số cổ phần của ông, song việc đàm phán đã không thành công. Hiện ông Tom Trần vẫn giữ 27,73% vốn cổ phần của công ty nhóm mua. Ngày 23 tháng 11 trên mạng cũng xuất hiện thông tin vị cựu tổng giám đốc của nhóm mua này đang trên đường trở về Việt Nam. Câu chuyện nội bộ lục đục của công ty bán hàng theo nhóm qua mạng này vì thế mà sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ. Nexus 4 của Google, một smartphone có cấu hình mạnh trên thị trường đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh theo đường xích tay. Hiện mức giá của sản phẩm này được đưa ra là 12 triệu đồng. Google Nexus 4 có thiết kế nguyên khối với nắp lưng làm bằng kính chống xước và có hoa văn carbon. Tuy nhiên, nắp lưng tương tự giống của iPhone 4 và iPhone 4S lại làm cho máy dễ lưu dấu vân tay. Nexus 4 sử dụng màn hình IPS LCD 4,7 inch, độ phân giải HD với mật độ điểm ảnh lên đến 320 pixel một inch. Sản phẩm trang bị chip xử lý Snapdragon S4 Pro 4x, tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 8 GB hoặc 16 GB.
máy chạy hệ điều hành Android 4.2 và camera có độ phân giải 8 megapixel. Tuy Nexus 4 hỗ trợ các kết nối 3G, Wi-Fi nhưng lại không có LTE như nhiều smartphone cao cấp khác. Một thẩm phán Mỹ vừa ra quyết định yêu cầu Apple phải cung cấp cho Samsung bản sao đầy đủ nội dung thỏa thuận hòa giải mà họ đã ký kết với HTC, bao gồm những điều khoản của bản hợp đồng cấp phép bằng sáng chế có thời hạn trong 10 năm. Hiện tại, các chuyên gia pháp lý đang đặt câu hỏi về việc liệu những bằng sáng chế nào được đưa vào bản thỏa thuận của Apple và HTC, cũng như những thông tin chi tiết về việc cấp phép. Đây có thể là công cụ được Samsung sử dụng để ngăn chặn các đòn tấn công về mặt pháp lý của Apple. Samsung tuyên bố họ gần như chắc chắn rằng bản thỏa thuận của HTC bao gồm một số bằng sáng chế có liên quan trong vụ kiện riêng của họ với Apple, và tòa án Mỹ cũng đồng tình với quan điểm của Samsung khi buộc Apple phải cung cấp một bản sao đầy đủ của thỏa thuận chia sẻ hợp tác này mà không được phép chậm trễ. Đăng ký sở hữu nhãn hiệu đang là vấn đề được Apple đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây, nhất là sau khi hãng này gặp rắc rối ở Trung Quốc với vụ kiện liên quan tới thương hiệu iPad. Và mới đây, iMessage đã chính thức trở thành thương hiệu độc quyền mới nhất của Apple. Được giới thiệu tại hội nghị dành cho các nhà phát triển vào tháng 6 năm 2011, iMessage là ứng dụng cho phép các thiết bị iOS nhận và gửi tin nhắn dạng văn bản hoặc hình ảnh cho nhau thông qua kết nối Wi-Fi hoặc 3G mà không bị tính cước SMS. Apple đã gửi đơn đăng ký bản quyền nhãn hiệu này từ tháng 9 năm 2011. Một số nguồn tin cho hay họ cũng đang tiến hành xin cấp bằng sáng chế cho thương hiệu Passbook bao gồm tên, biểu tượng, quảng cáo, marketing và các dịch vụ liên quan. Mới đây, một nhóm buôn lậu vừa bị Hải quan Hồng Kông bắt giữ trong quá trình vận chuyển hàng trăm chiếc iPhone 5, iPad và nhiều món đồ điện tử khác bằng xe tải. Thay vì sử dụng phương pháp che giấu và vận chuyển với số lượng nhỏ, nhóm buôn lậu này lại ngang nhiên dùng xe tải để chở hàng. Ngoài 227 chiếc iPhone và 22 chiếc iPad, cơ quan chức năng còn thu giữ khoảng hơn 300 điện thoại cũ và 1.500 chiếc màn hình LCD dành cho máy tính. Theo thống kê từ Hải quan Hồng Kông, tổng số hàng lậu bị bắt giữ lên tới 4 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 11 tỷ đồng. Do sự chênh lệch lớn về giá, nhiều nhóm buôn lậu đã vận chuyển hàng từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục để phục vụ cho thị trường chợ đen. Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Đại diện Ban An toàn Giao thông Quốc gia của Mỹ vừa lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của họ đối với các mẫu smartphone BlackBerry của hãng Research Emotion vì hiệu suất hoạt động quá kém cỏi. Không chỉ có vậy, cơ quan này còn cho biết họ đang xem xét để loại bỏ BlackBerry trong môi trường làm việc của mình và thay bằng điện thoại iPhone. Tin xấu này đến với Research Emotion trong bối cảnh cách đây không lâu, một cơ quan chính phủ lớn khác là Tổ chức Hải quan và Di trú Mỹ đã thông báo chuyển đổi thiết bị cho 17.600 nhân viên của họ từ BlackBerry sang iPhone. Theo kết quả của hãng nghiên cứu thị trường Comscore của Mỹ, Google tiếp tục thống trị thị phần của các nhà cung cấp trên thị trường tìm kiếm nước Mỹ với mức cao kỷ lục trong tháng 10. Cụ thể, Google đã chiếm tới 70% thị trường tìm kiếm tại Mỹ, trong khi đối thủ Bing của Microsoft chỉ đạt mức 16% thị phần. Có một điểm lưu ý là phương pháp thống kê của Comscore không tính tới phần tìm kiếm qua di động. Ngoài Google và Bing, danh sách 5 dịch vụ tìm kiếm hàng đầu tại Mỹ còn có Yahoo, Ask và AOL. Facebook và hãng viễn thông Pháp Orange vừa bắt tay nhau để chuẩn bị ra mắt dịch vụ gọi điện xã hội mới vào năm tới với nhiều hứa hẹn thú vị. Theo mô tả, dịch vụ mới sẽ giúp người dùng không phải nhớ các số điện thoại nữa, thay vào đó họ có thể gọi điện cho bạn bè trên Facebook một cách dễ dàng thông qua kết nối địa chỉ IP. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn cho phép khách hàng thực hiện cuộc gọi với từng người hoặc gọi cho cả nhóm. Những thành viên của mạng xã hội Facebook ở khu vực Bắc Mỹ sẽ nhận thấy tình trạng tải về chậm hơn thường lệ sau khi công ty này bắt đầu triển khai giao thức bảo mật HTTPS trên hệ thống của họ. Dù giao thức HTTPS đảm bảo yếu tố an ninh đáng kể, song Facebook sẽ phải chấp nhận thực tế là tốc độ tải trang sẽ không được nhanh như khi dùng HTTP. Động thái chuyển đổi này từng được mạng xã hội lớn nhất thế giới thông báo hồi năm ngoái. Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự ICT ngày 23 tháng 11 năm 2012. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.